đến bà nội của Tiêu Huệ cảm xúc như thế nào và phản ứng như thế nào khi mà Lan quyết định là sẽ chăm sóc bé Tiêu Huệ. Mình đang tắm á mà nghe mẹ la. Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Lại quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Bây giờ là cái lúc chuẩn bị đi về thành phố rồi nè cả nhà. Đây, hai ba con đó nè cả nhà. Hôm nay đi về thành phố thì Lan quyết định là bồi bổ cho bé Tiểu Huệ. Tại vì một thời gian ở dưới quê, thấy bé ốm đi rất là nhiều. Cả nhà mình thì quan tâm đến bà nội của Tiêu Huệ cảm xúc như thế nào và phản ứng như thế nào khi mà Lan quyết định là sẽ chăm sóc bé Tiêu Huệ. Bây giờ thì mời cả nhà cùng theo dõi hết video nha. Trước khi mà đi về thành phố á thì anh Bảo xin đi qua nhà bạn để mà xin cái con rắn này nè cả nhà. Trong cái bao này là rắn đó, Lan sợ lắm cho nên là Lan không có quay gần. Anh xin đem về á để lấy cái mật làm thuốc cho mẹ uống á cả nhà. Em đi cái này dưa chua của bà nội Tiêu Huệ làm. Ôi trời ơi, gì đây sao ăn móc hết rồi cả nhà. Chứ cái bùi dao sao là đầu cô này không? Thái trầm Mỹ lên đi Khang. Thái vô xuống vậy là mẹ. Cha vô xuống là. Có dòi luôn gì mà cũng đưa bên theo nữa. Dẹp tới bây giờ mới xong á ca. Cái nhà đi thì nhà đóng cửa để đây. Bây giờ xong hết rồi. Bà nội Tiêu Huệ không muốn đi đâu nha. Nhưng mà bà nội Tiêu Huệ lúc này thì cô không có màng gì đâu. Nè Tiêu Huệ ơi, Tiêu Huệ à, Tiêu Huệ. Dạ. Chuẩn bị chuẩn bị về thành phố rồi hả con? Đi về mà. Nè con nói gì nè. Nên đây mẹ chỉ con nói nè. Xói, cô là mama cháu này xua. Rồi, con về thành phố rồi. Con về. Con vui lắm. Vui lắm. Khám mama chứ lì. Khám mama chứ. Con đâu là con nghe lắm. Con vui lắm. Vui lắm với cô. Con được về rồi, nói đi con. Về với mẹ. Về với mẹ sao? Về với mẹ. Đây nè cả nhà. Đồ đạc của Lan á, Lan cũng đã đem lên hết rồi đây nè. Biết cái này là cái gì nè. Nhiều lắm luôn á. Đem một xe luôn rồi, còn quần áo này kia của bà nội. Tiểu Huệ nữa. Đây là cái lư hương của ông nội nè. Bây giờ bà nội Tiểu Huệ đang làm lễ để đón ông nội Tiểu Huệ về nè. Thường á thì người ta sẽ lấy ngải cứu khô rồi người ta bó lại, xong người ta sẽ đốt khắp nhà luôn á cả nhà để trừ tà cho ông nội Tiểu Huệ về á cả nhà. Lại con chào ông bà cô chú nè. Lại dở ra coi. Con chào ông bà cô chú. Khang chịu không? Khang xe sao hả? Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Nay con về thành phố rồi. Con về thành phố rồi. Là Tiểu Huệ về với em rồi nè cả nhà ơi. Dễ thương không? Cái này. Bây giờ hai mẹ con em đi mua đồ. Chào bên chào á. Chào bên. Hey. Dạ, đang đưa con gái Tiểu Huệ
đi siêu thị cả nhà ơi. Anh Bảo Sinh cũng nói với mẹ khi mà Tiểu Huệ lên này á thì để cho Lan chăm sóc. Dạ, anh cũng nói với mẹ tinh thần không có được tốt thì để cho mẹ nghỉ ngơi cả nhà. Mua mì ngày mai nấu cho bé ăn buổi sáng. Lan qua cái siêu thị lớn này á để mình mua có cái tôm còn sống cả nhà. Nó chết hết rồi. Người ta mò luôn rồi. Sẽ xin bố xin hoa sư chí quẩy xa. Chẳng có chạy chút chiếc quầy xa. Chẳng. Chẳng. Thật sự thì Lan rất là thích được chăm sóc con của mình như thế này nè. Được thoải mái mua đồ cho con mình ăn. Tuy là nấu ăn không khéo, nhưng mà rất là thích tự tay nấu cho con mình ăn. Hảo. Hảo, trên này. Lại lại lại. Ừ. Bỏ trong phòng cho mẹ. Bỏ đi trong phòng cho mẹ. Ừ. Đem đi phòng mẹ. Này con chào ông bà cô chú coi. Bây giờ thì Lan cho hai bé nó thoải mái vui đùa rồi nè. Lan đi nấu đồ ăn á cho bé Minh và bé Huệ. Bây giờ thì Lan chuẩn bị nấu cơm ăn cả nhà. Có thể mẹ Lan chiều nay là ăn cháo với lại là củ sen, đậu phộng. Đây, gừng thì mẹ đã ấy ra rồi. Cơm còn như vậy. Hả? Lan cũng không mong á mình có thể như thế nào bằng người này người kia. Lan chỉ mong á có một cuộc sống đầm ấm trong gia đình là được rồi. Mà na cơ cua bu dung là mà tha siêu căng nó mà ly hai lẻ bà tha tiêu là mai ta. Nấu canh thì chắc là mình như vậy đi ha. Dễ ăn. Vừa căng mãi cơ xin đó. Má. Vừa căng mãi cơ xin đó. Ừ. Dung cơ xin đó mà. Nó cơ siêu căng thay ta. Là cơ là sợ hãi chư và bu hậu. Tôi xong thịt bu hậu. À. Cái này Lan nấu với tôm á cả nhà. Lan sắc xong rồi Lan mới rửa. Ma chú Phan à? Hả? Nếu Mỹ dầu sầm mất rô e. Thôi quán sự dù sư chứ thì mẹ. Tại vì sắp bố quán thơ tử sắp vụ quần chù hậu phan là chú kể thơ chứ. Mùi video kìa.
không bún ha. Cái nồi này được cả nha. Dầu hơi bị nhiều. Nghe cái nồi mới á. Ấy. Đây, bây giờ. Nó hơi bé cho nên là nấu nước ít. Đây là cái món trứng gà chiều mà bà nội làm cho bé nhưng mà em không cho bé ăn á. Bà nội cũng đang giận giận cả nhà. Mà thôi, kể đi mình từ từ. À, Lan mới thì Lan cũng chỉ dám nấu có một món à. Đây, món này thì bà nội nấu ra món dưa muối nè. Củ sen xào với lại là đậu phộng của Lan nấu với bơm trước. Như vậy là bà nội đã ăn rồi. Còn cái món này là cái món cải. Cải ở quê xào đem lên đó cả nhà. À, bà nội ăn như vậy thôi. Bây giờ tôm cả nhà, bỏ tôm vô nấu. Đi muối bé ăn muối tự nhiên. Bỏ thêm miếng hành nữa. Hành ở quê đem lên cả nhà. Mời ông bà cô chú ăn cơm, tay lên. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Giỏi quá, con mời ông bà cô chú ăn cơm đi đi. Nè Minh. Ông bà cô chú ăn cơm. Ừ rồi, tụi con ăn nè. Chứ có hỏi hồi xưa gì không. Này. Để cho con cầm. Rồi. Xá cho con kèm quá. Dạ kì cơ cơ. Ý định, ý tiền. Đấy. Cho em nữa hả? Hảo, hai tiền chứ? Hai tiền nào cho chứ? Cho con canh đi. Canh nhiều lên. Cho con nước canh nhiều lên ha. Đây. Này, ở ngoài nóng lắm cả nhà. Bữa nay tới 30 mấy độ luôn á. 30 mấy 40 độ á. Chị xin lại lại cho một cái đi chân nè. Đây. Ờ, đã đi chưa đi chưa. Lại. Này, chưa ăn. À, bữa nay thì Lan thấy mẹ có nấu cái món trứng này rồi nè. Cho nên là Lan nấu thêm một món canh nữa là được rồi. Hào chưa ăn. Ni chưa 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 có chị tan. Ngon không con? Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Bà nội Tiểu Huệ đang ngồi đọc thơ cả nhà. Bà nội Tiểu Huệ cách này thất thần lắm. Lấy mai mút nữa là lấy mai mút. Con có sợ hãi chứ bà. Ừ. Đi bà khoan chui chui chui. Ngon không con? Thả bùa thang. Thả bùa thang, ờ. Lên chư chi tan ha. Kể cửa cơ y tiện hảo bảo. Cho con trái nữa thôi. Chứ cái giờ cơ tiện hả bà. Ừ. Dạ con. Lái kìa. Ừ. Rồi giỏi lắm. Rồi con ăn đi con. Hồ chân má. Ừ. Ở bên bỏ ngon lắm luôn. Bà nội cấp này là không còn ông nội nữa. Kiểu như tất cả mọi cái gì trên thế giới đối với bà là không còn cái gì quan trọng nữa cả nhà. Con ăn đi con ăn con lấy. Cho thái đi đi đi. Ờ cho anh hai hả? Cho anh một tí. Cho chị một ít đi. Ờ, cho con một tí, ok.
Có ăn bí không? Nhị. Ăn không? Chưa có. À. Còn không ăn bí nữa hả mình? Ok. Cô nói kìa kìa, ông bà cô chú. Nè. Không. Đi đi nha. Lấy nước. Ừ, con đi lấy nước đi. Cô sẽ kể thăm lại nãy phần. À, tha diễn dẫn bu lẹn cây hứa lá cơ. Nó cơ bù xương diễn dẫn nãy phần rồi mà. Hả? Bố hay là chứ sao? Bố xin mãi kể ra nó cơ diễn dẫn vô lẻn ở nãy phần. Tuyết ta xin thì hỏi điểm mà. Bố xin là hả? Đi mua cho một cái đồ chơi, mua máy hộp sữa với lại là một hộp canxi cho bé đây. Hào là Kha là trên đây. Ừ. Điện ấn. Khai mình đây. Vô. Khai lại. Khó khói lại là bộ phán kê tha rồi, bộ mấy mại. Sao rồi nè? Nè, mấy thế anh chưa xỉ xỉ ảnh. Ôi, bộ kê hỏi từ mày à, gì khác? Lúc qua chiều á, Lan có mua một cái món đồ chơi 30 mấy đồng. Mà về á, thì nó hư rồi á. Lan đem ra ngoài, Lan đổi lại cái chiếc máy bay này cho Tiểu Huệ nè. Thấy bé nó ở nhà mùa hè, không có cái gì cho nó chơi thì cũng buồn. Lan muốn con mình á, cũng có một cái tuổi thơ như người ta vậy đó cả nhà. Bé mình á, có cái gì thì em sẽ có cái đó đó nha. Gì con? Nó lấy bình nước, lấy bình đi. Một suối để bình đi, xong rồi bình. Lấy một khoa đấy. Nhìn khang này đã xong đi phụ. Chào mừng, tôi sẽ xí đạo. Anh đang tắm á, mà nghe mẹ la, anh phải chạy ra để giải thích cho mẹ đó cả nhà. Bà nội Tiểu Huệ đang trong tình trạng này nè, cho nên Lan cũng không có trả lời gì nhiều với mẹ. Mê ly luôn. Ngon không con? Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon.